Thưa quý vị, mới đây y học hiện đại đã ứng dụng thành công chiết xuất sụn vi cá mập trong việc sản xuất ra viên khớp dạng sủi Gen S, một sản phẩm hỗ trợ giảm đau nhức, tái tạo xương khớp, đồng thời cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp bổ sung và duy trì sự dẻo dai cho hệ xương khớp. Đây cũng là sản phẩm xương khớp đầu tiên tại Việt Nam được nghiên cứu và bào chế dưới dạng viên sủi, giúp hòa tan một cách tối đa cũng như tối ưu hóa khả năng hấp thụ các dưỡng chất vào cơ thể con người. Thập niên 2010-2020 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO lựa chọn là thập niên xương và khớp. Điều này cho thấy mức độ phổ biến và tính chất báo động của các bệnh lý cơ xương khớp đối với sức khỏe con người. Bệnh ít khi dẫn đến tử vong, nhưng tần suất của bệnh là cao nhất, đồng thời là nguyên nhân chính gây đau nhức, làm giảm chức năng vận động và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống. Tại Việt Nam, các bệnh lý về xương khớp đang là vấn đề rất được quan tâm. Theo thống kê từ Bộ Y tế, cứ 1.000 người bị mắc các bệnh lý về xương khớp thì có đến hơn 600 người bị biến chứng thành ung thư, bại liệt hay hoại tử khớp do không được điều trị kịp thời. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sụn vi cá mập chứa rất nhiều khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như kẽm, canxi, phốt pho. Đặc biệt, dưỡng chất quan trọng nhất tạo nên giá trị cho nó chính là chondroitin sulfate, có khả năng tăng tính bền vững cho sợi keo nội bào và mô liên kết, ngừa thoái hóa tế bào và chống lão hóa. Đặc biệt, chondroitin sulfate được xem là một chất dinh dưỡng dành riêng cho khớp, hỗ trợ tích cực trong điều trị viêm xương khớp. Hiểu được những lợi ích tuyệt vời từ sụn vi cá mập, các chuyên gia người Nhật đã nghiên cứu chiết xuất sụn vi cá mập kết hợp với một số dưỡng chất khác để cho ra mắt sản phẩm viên khớp dạng sủi Gen S. Đây được xem là nghiên cứu mang tính đột phá đối với ngành xương khớp nói riêng và thị trường thực phẩm chức năng nói chung. Sản phẩm đã được Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép và lưu hành tại Việt Nam. Trước đây thì tôi cũng đã được mọi người giới thiệu đi tìm rất nhiều các sản phẩm về xương khớp. Nhưng mà có lẽ là tôi ấn tượng nhất và tôi vui nhất là khi gặp được cái sản phẩm Gen S. Cái Gen S này thì tôi được biết là đây là một cái sản phẩm mà có tính ưu việt rất là lớn. Gen S được chiết xuất từ các cái sụn vi cá mập quý hiếm. Thế rồi lại được sản xuất trong một cái dây chuyền công nghệ rất là hiện đại của Nhật Bản. Và đặc biệt cái Gen S này thì được các cái nhà chuyên gia, các cái giáo sư đánh giá đây là một cái sản phẩm về xương khớp rất là tốt và rất là ưu việt. Đấy, nó được chiết xuất theo và làm theo một cái dạng là viên sủi. Cái viên sủi này thì nó có cái hay là thế này, tức là nó hòa tan trong nước và nó rất là dễ uống. Và chính vì nó hòa tan trong nước dễ uống như vậy thì khi nó vào cơ thể con người ấy thì nó được hấp thụ một cách tối đa những cái dưỡng chất ở trong cái sản phẩm đó, thì có thể nói là nó sẽ rất là tốt cho cái cơ thể và nó rất tốt cho cái việc mà mình bổ sung cái hàm lượng canxi cho xương khớp. Tôi thì phải nói là tôi rất là vui và rất là mừng là khi nền y học Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công một cái sản phẩm tốt như thế này. Có thể nói là đây là một cái sản phẩm mà tôi nghĩ rằng là tương lai nó có thể nó sẽ là cái sản phẩm đứng đầu Việt Nam về gọi là hỗ trợ cho cái điều trị xương khớp. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.